Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Biến đổi ra sao? Ngài ấy mạnh hơn trước đây rất nhiều. Ngài ấy còn không nhận ra con nữa. Ánh mắt đó không phải là của đại nhân. Sao lại? Tôi nghĩ sự biến đổi lạ lùng này là có liên quan tới dòng dõi mẫu hệ. Có lẽ thợ săn ác quỷ có được sức mạnh hơn người là nhờ vào dòng dõi mẫu hệ, nhưng đồng thời thợ săn ác quỷ cũng sẽ mất đi nhân tính. Cũng may là trước giờ ngài vẫn giữ được trái tim của con người. Nhưng nếu là vậy thì có khác gì quỷ đâu chứ. Hiện giờ tên quỷ sao rồi? Chúng tôi không biết đại nhân có đánh bại được quỷ không, nhưng mà nếu đại nhân không kiểm soát được sức mạnh của mình thì tình hình sẽ xấu đi đó. Tôi nghĩ phải tìm ra đại nhân trước đã. Giờ vẫn chưa phải lúc đâu. Nhưng chỉ vì tôi mà ngày ấy đã. Cô là nguyên nhân khiến đại nhân như bây giờ. Nhưng cũng chỉ có cô mới giúp được đại nhân quay trở lại như trước. Nếu bây giờ chúng tôi mất đi cô, có lẽ đại nhân không bao giờ quay lại được nữa. Vậy trước mắt chúng ta tạm thời ở lại đây. Ta sẽ ra ngoài tìm cách để mà chúng ta rời khỏi kinh thành. Ngươi tưởng mình có thể bình an vô sự chứ làm chuyện này sao? Ngươi nói xem ai có thể trừng trị được ta chứ? Ngươi là kẻ dám cả gan chống lại chủ nhân chứ không phải là ta. Ngươi là kẻ bán đất nước đầy cho một con quỷ hút máu chứ không phải là quan lại bọn ta. Bây giờ ta đã trở thành một anh hùng vĩ đại trừng phạt vua đã phụng sự quỷ. Và ta cũng là người có công trong việc đuổi tên quái vật ra khỏi cung điện. Sao người dám? Thời gian qua hoàng hậu đã vất vả nhiều rồi. Hoàng thượng à, người không hiếu kỳ về chuyện tại sao ta lại đi đến được ngày hôm nay sao? Không phải theo ý muốn của chủ nhân đâu, mà đó là do sự trợ giúp của hoàng hậu. Mặc dù giờ hoàng hậu đã vô dụng rồi. Các ngươi giải chúng đi. Dạ. Nàng không sao chứ? Bệ hạ, thiếp mới chính là người phải xin bệ hạ thứ tội, chứ không phải là bệ hạ đâu. Bao lâu nay thần thiếp đã không thành thực với bệ hạ. Thật ra thần thiếp là người được quỷ nuôi dưỡng. Nếu đã là chuyện khó nói vậy thì nàng không cần phải nói. Vậy là bệ hạ đã biết hết rồi sao? Khi nàng mang tới cho ta chiếc áo đen bảo vệ cơ thể của Kim Song Dân, ta đã chợt hiểu ra, có lẽ chính là quỷ đã muốn đưa nàng lên làm hoàng hậu. Cuộc gặp gỡ của chúng ta ở bên ngoài cung điện lần đó cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu, mà là thiếp cố ý bày ra. Nàng vào địa cung lần đầu tiên là khi nào? Năm thiếp 10 tuổi, cha thiếp đã đưa thiếp tới đó rồi. Lúc còn nhỏ, ta đã mất đi phụ thân của mình. Sau đó mẫu thân lại rời khỏi cung. Trong cung điện của ta lại toàn là kẻ thù. Trải qua nhiều chuyện, ta có thể biết rõ ý định của người khác mỗi khi họ tiếp cận ta. Nếu vậy thì tại sao? Vì ta đã thấy những giọt nước mắt của nàng. Xin hãy cứu con, phụ thân. Tiểu thư, xin người hãy cứu cô con. Tỉnh lại đi. Phụ thân bảo con làm gì cũng được, con cầu xin phụ thân.
Xin hãy cứu mẫu thân đi. Xin người hãy cứu mẫu thân. Con xin người. Và ta cũng có thể hiểu rõ những giọt nước mắt đó của nàng. Những giọt nước mắt sao? Ta đã từng muốn khóc như vậy khi phụ thân của ta bị du quan. Nhưng ta đã luôn phải kìm lại để không một ai có thể nhìn thấy là ta đang khóc. Ta có thể hỏi nàng một chuyện chứ? Tại sao nàng lại quyết định phục tùng cho tên quỷ đó? Bởi vì thần thiếp cần sức mạnh. Thần thiếp muốn mình có đủ sức mạnh để bảo vệ mẫu thân và chính bản thân thần thiếp. Bệ hạ thật sự đã rất tốt với thần thiếp, nhưng mà thần thiếp lại phản bội bệ hạ. Không sao mà. Bây giờ ta đã trở thành kẻ vô dụng rồi, nhưng mà nàng vẫn chọn ở bên ta còn gì. Bệ hạ, chắc là nàng cũng phải chịu nhiều vất vả như ta. Chạy khỏi cung điện chứ hả? Nè, lấy luôn mạng của ta đi hả? Tình khốn này, tình khốn. Ôi trời ơi, để cho chúng thấy sức mạnh của người. Chạy đi, sợ quá, chạy đi. Thôi chết rồi, những nạn nhân vô tội. Chờ chút đã, mặc áo đen sao? Hồ Chiên, đại nhân à, may gặp ngài ở đây, có chuyện lớn thật rồi. Hiện giờ quan binh trong thành á đang lùng bắt Giang Sung, và mà người ta còn nói có một quỷ hút máu chạy ra khỏi cung nữa. Tôi không biết đại nhân chúng ta gặp chuyện gì. Người mà họ nói có lẽ là Kim Song Dân đó. Đại nhân của chúng ta hả? Ta sẽ giải thích sau. Ta biết là Jin đang ở đâu, tuy nhiên ta phải tìm cách để mà rời khỏi kinh thành cái đã. Ôi, giờ phải làm sao? Khắp nơi đều có binh lính canh gác nghiêm ngặt hết trơn á. Rồi có cách rồi sao? Ê, phải,